Hai anh em nha, thì hiện tại em giới thiệu đến em đó là một em Hyundai Scooting phiên bản 2.0 cao cấp màu đen đang sẵn xe giao tại Hyundai Gia Định nha anh em. Đó, thì phiên bản này á là phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Scooting với kích thước mâm lớn nè. Với kích thước mâm lớn là lên đến là 18 inch nha anh em, thắng đĩa trước sau cũng như là đèn định vị LED ban ngày. Đó, full LED đuôi nè anh em. Ký tự là 2.0 nè. Thì cốp vẫn là cốp điện nha anh em. Xe sẵn giao nha. Khi mà anh em gặp lại á thì rất là rộng rãi thoải mái cho anh em luôn. Dưới đây mình có thể để đồ thêm. Anh em thấy sao? Chiếc xe quá hoàn hảo luôn đúng không? Một nút chạm thôi thì chúng ta có thể đóng cốp lại được đó nè. Thì hiện tại xe này đang sẵn giao và đang được ưu đãi giảm 500 thuế trước bạ nha anh em. Nó cực kỳ kịp chạy thuế cho anh em, hồ sơ sẵn nè, anh em cứ full tiền rồi giao xe mình chạy thuế thôi. Cửa lùa giá chưa tới 1 tỷ đồng mà có cửa lùa rồi anh em. Có chức năng là sấy sưởi đầy đủ hết nha, làm mát ghế nè, hoặc lạnh thì chúng ta thể bật nóng. Đó. Ghế là điều chỉnh nhớ hai vị trí ghế nè anh em. Rồi chúng ta có nữa là chỉnh điện 10 hướng nha anh em, có bệ chân luôn, đầy đủ hết cho anh em. Rồi thì còn về phần nội thất á thì chúng ta có gì, chúng ta có màn hình giải trí sau trung tâm đây, màn hình sau vô lăng đây nè, hiển thị đa sắc màu cũng như là các chế độ lái nè. Đó, anh em thấy thay đổi không, bắt mắt, cũng như là màn hình giải trí rất là lớn cũng như là đầy đủ hết tất cả các chức năng này nè. Chúng ta có điều chỉnh ghế từ xa cho các vùng nè, nó ghế sau đầy đủ hết luôn nha. Chế độ nghỉ ngơi nè, chế độ ngủ nè, đó anh em thấy sao, rất là thuận tiện. Cũng như là chìa khóa của xe, có thể mở cửa từ xa, mở cốp khóa, lóc cửa đầy đủ, cũng như là điều hòa anh em có thể chỉnh trên đây luôn nha. Đó, màn hình này còn xịn hơn cả màn hình của Santa Fe nữa nha anh em, và rất là đắt tiền. Còn về chức năng công nghệ thì tất nhiên rồi, trên chiếc xe tầm 1 tỷ này á, chúng ta sẽ có full công nghệ như là bấm đuôi xe nè, bấm đuôi xe, giữ vô lăng nè, ga tự động, đầy đủ hết tất cả các chức năng nha. Cũng như là có sạc không dây, rồi bàn phím điện tử nè, rồi phanh tay điện tử, auto hold, đó, đầy đủ hết. Rồi em tắt máy. Thì hiện tại Hyundai Scooting có tất cả 3 phiên bản nha anh em. Phiên bản cao cấp nhất là phiên bản 2.0 đây, có mức giá là 999 triệu. Phiên bản thứ hai là phiên bản đặc biệt có mức giá là 945 triệu. Và phiên bản thứ ba là phiên bản tiêu chuẩn với mức giá là 850 triệu nha anh em. Đó. Thì em sẽ giới thiệu cho anh em xem. Rồi, em chân thành cảm ơn em đã xem nha. Có mua xe thì liên hệ với em qua số điện thoại là 093 114 9304, hoặc đến trực tiếp đại lý Hyundai Gia Định để xem xe nha. Dạ rồi, em Hiếu xin thành cảm ơn mọi người đã xem.